nói gì nói chứ mọi người biết lên xe cái gì quan trọng không? Dây an toàn. Tuy là xe giường nằm chứ phải cài dây an toàn nha mọi người. Đến khách sạn là phải ủi đồ liền mọi người ơi, cho sạch sẽ, thẳng thớm để chuẩn bị cho buổi tập huấn. Đây, phải có mặt ở thành phố Đà Lạt, mộng mơ nha mọi người. Trời buổi sáng se se lạnh. Hôm nay sẽ là chương trình tập huấn động tài bò bể da. Bánh mì kìa thầy. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc khóa tập huấn luật thi đấu mới và thi huấn luyện viên trọng tài quốc gia môn karate năm 2024. Chỉ là một hai lỗi sai thôi là người ta không cho em đậu rồi. Mà có nhiều khi em làm chưa có đủ, người ta cũng không cho em đậu. Nếu mà người ta không đánh thì mình chưa sắp đi tệ. Bất cứ những người trọng tài nào đi lúc thi châu Á hay là thế giới là rớt liền. Chấm dỗi cái nào cũng rớt. Bữa nay là tổng kết nha mọi người ơi. Sau 3 ngày tập huấn, hôm nay tất cả các trọng tài sẽ tổng kết. Đây là lúc học trò của mình tiến lên sân khấu để nhận giấy chứng nhận của khóa tập huấn trọng tài và huấn luyện viên quốc gia năm 2024.